Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, thông tin hôm nay mà Tin Tức Tinh Túy muốn gửi tới quý vị và các bạn thì nó liên quan đến chính sách của YouTube. Mà tôi tin chắc chắn rằng có rất nhiều người đã nắm được thông tin này. Tuy nhiên thì cũng có một số người chưa nắm được và chưa hiểu rõ về bản chất của nó quý vị ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích, tìm hiểu xem chính sách mới này nó có những ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của người dùng YouTube như chúng ta quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ phía YouTube thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, chính thức YouTube sẽ trừ 30% thuế thu nhập của chúng ta từ những lượt xem đến từ Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta là những người nằm ngoài lãnh thổ của họ. Thứ hai đó là vấn đề về quảng cáo. Thì YouTube sẽ đặt quảng cáo trên tất cả các video của người dùng YouTube. Những kênh mà chưa đủ điều kiện bật quyền kiếm tiền thì YouTube cũng đặt quảng cáo ở đó. Bởi thế nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của những kênh đã được bật kiếm tiền quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, là nếu như YouTube chèn quảng cáo vào những video của những kênh chưa được bật kiếm tiền, YouTube không phải trả tiền cho chủ sở hữu của những kênh đó. Bởi thế thì họ sẽ tăng đề xuất, lượt xem cho những kênh chưa được bật kiếm tiền đó, phải không ạ? Bởi vì là xem miễn phí thì YouTube được tiền, không mất một cái gì cả, họ dạy gì mà không đề xuất đó. Và thứ hai, những cái kênh mà đã bật kiếm tiền rồi thì họ sẽ giảm đề xuất. Bởi vì thế nên các bạn đừng thắc mắc rằng tại sao trong thời gian ngắn vừa rồi kênh của chúng ta lượt xem lại ít như thế, doanh thu lại ít như thế. Lý do là như vậy quý vị ạ. YouTube sẽ giảm đề xuất của những kênh đã được bật kiếm tiền để họ tăng đề xuất cho những kênh chưa bật kiếm tiền, đem doanh thu về cho YouTube. Thế còn những chủ sở hữu của những kênh đã được bật kiếm tiền thì đương nhiên là doanh thu sẽ giảm đi rồi, phải không ạ? Đó chính là một thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được và muốn phân tích, chia sẻ đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chính sách mới này quý vị nhé. Còn một điều nữa đó là chính sách trước đây thì YouTube cũng đã nói rồi, đó là vấn đề nhận diện khuôn mặt và vấn đề vi phạm về thông tin cá nhân. Thì điều này nó ảnh hưởng ít nhiều đến những kênh mà làm về tin tức như chúng tôi, những kênh chuyên làm về tiểu sử thông tin của những người nổi tiếng. Đó thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Bởi thế nên chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một phương án mới, một hướng đi mới để cải thiện cũng như là nâng cao cái chất lượng kênh của mình quý vị nhé. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi thông tin này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video này quý vị nhé. Ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.